Khám phá khu vườn sinh thái và vườn thủy canh tại Genesis School. Vườn sinh thái Green Educational Garden. Với mong muốn mang thiên nhiên vào trường học giữa lòng thành phố, khu vườn sinh thái tại Genesis là nơi sinh sống của hơn 10.000 cá thể thực vật hoa trái. Không chỉ mang đến một không gian xanh yên bình, tràn đầy năng lượng và gần gũi với thiên nhiên, mà đây còn là một trong những góc học tập trải nghiệm vô cùng dễ thương để các bạn nhỏ thỏa sức khám phá tìm hiểu. Mỗi loài cây trong khu vườn sinh thái của trường Genesis đều sở hữu một biển tên với thông tin giới thiệu sơ lược kèm mã QR code, mở ra rất nhiều những câu chuyện và bí mật thú vị về các loài cây này. Vườn thủy canh Hydroponic Greenhouse. Một trong những mảng xanh tô điểm nữa cho trường Genesis chính là khu vực vườn thủy canh, nơi học sinh được thực hành và trải nghiệm các công đoạn tạo ra những mầm xanh đầu tiên bằng phương pháp tân tiến. Vườn thủy canh là không gian thực tế cho các em học sinh có điều kiện thực nghiệm và khám phá khoa học bằng cách quan sát sự lớn lên của cây, đồng thời các em cũng được thực hành chăm sóc cây xanh, tận hưởng niềm vui lao động, niềm vui khi thu hoạch thành quả. Và thậm chí còn tự hào mang thành phẩm về nhà, phục vụ cho bữa cơm gia đình của chính mình. Đó có lẽ sẽ là những không gian, những giây phút, những trải nghiệm học tập vô cùng giá trị cho thế hệ trẻ em giữa chốn thị thành. Genesis, vun đắp tương lai xanh.